Xin chào tất cả mọi người. Chắc chắn cái clip này mọi người rất mong chờ lắm đây. Bởi vì mình nhận rất rất nhiều lời khen từ làn da hiện tại của mình bây giờ. Và hôm nay mình xin chia sẻ một bí mật về cái sản phẩm mình đang sử dụng. Sản phẩm mình đang sử dụng là sản phẩm của Nhật. Mình nghĩ nó có một cái giá rất là hợp lý, vì nó là tế bào gốc và collagen. Nó hợp với tất cả làn da của chị em mình. Và đặc biệt, nó chuyên trị nám, tàn nhang, da nhăn nheo chảy xệ. Và những cái gì tốt nhất cho làn da nó đều nằm trong cái sản phẩm này. Và mình nghĩ chị em mình ít nhất cũng phải có một em chơi Nami này bên mình. Chonami